Nay mình làm món đậu cá hồi nấu canh chua nha cả nhà. Chua nấu chung với rau nhút với bông súng với khóm nha. Giờ mình đem đi nấu nha cả nhà. Dầu vô mình nấu nha cả nhà. Cho dầu vô rồi bỏ tỏi vô phi thơm lên. Sôi giờ mình cho thơm vô, khóm vô nha cả nhà. Thank you.
Xong rồi nha cả nhà, mình nấu chín rồi đó, giờ nhắc xuống là ăn được rồi. Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay nhà mình sẽ ăn cơm cùng với cái món canh chua đậu cá hồi nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món này và cùng dùng cái bữa cơm gia đình cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mời tất cả các bạn nghe. Đây là cá hồi nấu canh chua nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng thử nó nha. Béo và nó ngon lắm các bạn. Đây miếng đậu cá hồi nha các bạn. Mời cả nhà ăn canh chua cá hồi nha. Mời cả nhà ăn vô hấu. Canh chua cá hồi cũng ngon nè. Hôm nay nấu canh chua nào cá hồi ngon. Nhìn cái gì mình nhìn nhất tầm như vậy đó cha. Nhớ lòng nè mẹ. Dạ đâu, kể cả không chết. Giang tử tế đi cha. Tử tế nè. Ăn tử tế vậy đó. Không ăn đó. Trong nước ngoài. Tử tế. Ăn nó hấm nữa. Hay là nước ngoài. Cái gì nước ngoài? Dạ nói chuyện. Rồi, mình dừng lại nội dung nghe các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp ha. Xin chào. Dơ cái hàm cơm ra đi.